khách Việt lại có cơ hội bắt đáy VinFast Luxe A2.0 với mức giảm lên tới gần 600 triệu đồng. Có vẻ như sau đợt xả hàng giữa năm nay, đại lý vẫn còn tồn VinFast Luxe A2.0, nên một lần nữa tung khuyến mãi khủng chạm đáy của đáy. Mới đây, một tư vấn bán hàng tại Hà Nội đã chào bán khách đặt mua VinFast Luxe A2.0 với chương trình ưu đãi siêu khủng trong tháng 11. Cụ thể, người dùng một lần nữa được quyền áp dụng một lúc 3 voucher giảm giá 200 triệu đồng, giá xe được giảm 10% khi trả thẳng giống đợt đại giảm giá hồi tháng 6 năm 2022, nhưng ở lần này, đại lý sẽ hỗ trợ thêm 100% lệ phí trước bạ. Như vậy, mức giảm của VinFast Luxe A2.0 ước tính lên tới gần 600 triệu đồng. Cụ thể, VinFast Luxe A2.0 có giá niêm yết dao động từ 1 tỷ 115 triệu đến 1 tỷ 359 triệu đồng, tương đương với mức giảm 10% khi trả thẳng sẽ là từ 111,5 triệu đến 135,9 triệu đồng. Tiếp đến, voucher giảm giá 200 triệu đồng có giá dự tính tại đại lý vào khoảng 72 triệu đồng, nên thực tế khi áp dụng 3 voucher, khách hàng được giảm tổng cộng 384 triệu đồng còn lệ phí trước bạ của VinFast Luxe A2.0 dao động từ 135 triệu đến 165 triệu đồng tùy phiên bản. Sau khi áp dụng tất cả các khuyến mãi, giá bán thực tế cho VinFast Luxe A2.0 bản tiêu chuẩn được hạ xuống còn khoảng 485 triệu đồng, bản nâng cao có giá 556 triệu đồng và bản cao cấp chỉ có 674 triệu đồng. Mức giá trên chỉ ngang các mẫu xe hạng B, thậm chí giá sau khuyến mãi của Luxe A2.0 bản tiêu chuẩn còn hạ thấp ngang một số mẫu xe hạng A. Tuy nhiên cũng như đợt đại giảm giá hồi tháng 6 năm 2022, số lượng xe được áp dụng chương trình khuyến mãi này sẽ có hạn, nên người dùng quan tâm cần nhanh chóng liên hệ tới các đại lý để tranh thủ đặt chỗ.